Hiện tại thì mình đã vào trong sân bay rồi, nhưng mà bây giờ vẫn sớm, 20 phút nữa thì mới cần thủ tục hành lý được. Chuyến bay hôm nay rất sớm cho nên Tây hôm nay cũng rất là vắng nha các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng, và mình là Thanh MC. Ngày hôm nay thì mình nghỉ ở nhà đây để chuẩn bị đóng hàng để ngày mai về Việt Nam này. Quý vị và các bạn thấy đây, trước khi về là bạn bè anh em từ các cháu cho rất là nhiều quà, toàn bánh kẹo rồi là rượu riếc rất là nhiều. Bây giờ thì mình đi máy bay thì bây giờ chỉ được một kiện hành lý tổng cộng là 23 cân, bay từ Ekaterinburg đi Moscow thì được 23 cân, còn từ Moscow đi Dubai, sang Dubai về Hà Nội thì sẽ hành lý của mình ký gửi sẽ được 30 cân và sách tay là 7 cân. Nhưng mà bây giờ thì rượu thì kẹo thì rất là nhiều, các thứ đồ đạc quân tư trang hành lý này. Bây giờ không biết là đường chuẩn bị đóng hàng, không biết là cho các cái gì, mang các cái gì về này. Thì quý vị và các bạn thấy đây, đây là cái đồ sách tay này của mình, là mình sẽ cho thuốc lá này, kẹo vào đây, còn tất cả rượu, các thứ rượu thì là mình sẽ cho vào kiện hành lý để gửi theo máy bay. Đây, mà rượu thì rất là nhiều, bây giờ thì không biết là mang kiểu gì đây, toàn bánh kẹo, và mọi người cho kiện rất là nhiều, kiện rất là nhiều, toàn rượu rất là ngon này, Beluga này, rượu nổi tiếng của Nga này, Kremny này, Kremny này, các loại rất là nhiều. Đây Kremny này, đây Beluga này, các bạn thấy đây, chai bạc đây, rất là đẹp. Cái này mà mang về bày ở tủ rượu thì rất là đẹp, nhưng mà bây giờ thì chỉ có mang được ít thôi. Bây giờ phải đóng ra làm mấy thùng, bánh kẹo rất là nhiều, rồi còn quần áo giày dép của mình nữa. Cho nên là bây giờ đưa soạn đồ để xem là những các cái gì để mang được, còn các cái gì không mang được thì lại phải vứt lại. Bây giờ thì sẽ đóng cái sách tay trước được 7 cân, và sau đó thì là mình sẽ đóng vào kiện để gửi theo máy bay. Kiện của mình thì mình được 23 cân, nhưng mà từ mát về thì lại được 30 cân, nhưng mà từ cái tay trên buồn này mình phải mua thêm mất 7 cân để gửi bằng máy bay. Nên là bây giờ phải cân đo đồng đến không, còn thịt kiêu dưới kia, kiêu thì hôm nay mình đã mua tất cả các túi, túi giữ nhiệt này, toàn túi giữ nhiệt cho thịt kiêu này, rất là nhiều túi, cho 10 cân kiều vào đây, các loại này. Nên là bây giờ xem như là cân kiếp như nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo hành trình của Thanh MC xem là trên đường về Việt Nam như thế nào nhé. Chuyến bay từ Ekaterinburg về Việt Nam, bởi vì như ngày xưa thì mình chưa bị cấm vận thì mình đi của Aeroflot, thì từ thành phố mình bay lên Moscow là bay mất 2 tiếng, và từ Moscow bay về Hà Nội Việt Nam thì nó rơi vào 9 tiếng rưỡi hoặc 10 tiếng thôi. Nhưng mà từ ngày cấm vận thì bây giờ máy bay của Vietnam Airlines không bay được và Aeroflot không bay được, thì bây giờ mình phải đi hãng hàng không của Dubai, Emirates, và bay từ Moscow đi Dubai thì đi hãng hàng không đấy là bay máy bay Airbus A380-800, máy bay 2 tầng rất là to. Và mình sẽ sang Dubai và lên mạng thì mình sẽ quay cho quý vị và các bạn xem chuyến hành trình từ Nga về Việt Nam như thế nào nhé. Hiện nay là 4 giờ sáng các bạn nhé. Mình vừa mới dậy xong rồi để cho lốt một số đồ vào trong bagage hành lý
mình có ra ngoài ban công mình hút thuốc đây. Thì để 6 giờ là xuống đường để đi sân bay, bởi vì là mình bay chuyến sớm. 9 giờ 30 phút là mình đã phải bay lên Moscow rồi, cho nên là mình phải đi sớm từ lúc 6 giờ ra sân bay trước độ khoảng 3 tiếng. Trên đường đi gọi là mình phải đi sớm. Mùa đông này tuyết nó nhiều cho nên là không biết nào được. Xe cộ có khi là trên đường đi cho nên là mình phải ra ngoài sân bay sớm thì mình ra ngoài đây. Buổi sáng ở thành phố mình này rất là vắng vẻ nha các bạn nhé. Xe cộ rất là vắng vẻ. Vẫn sớm quá, bây giờ mới 4 giờ sáng cho nên là vắng lắm, đường phố vắng lắm, mùa đông lắm, tuyết coi như là vắng người. Hiện tại thì anh em mình và anh Kim đã lên xe rồi. Bây giờ bắt đầu lên đường đi ra sân bay đây nhá. Buổi sớm này, bây giờ là 6 giờ sáng rồi. Đường rất là vắng. Bây giờ đường ngồi trên xe để đi ra sân bay này. Anh em mình thì vừa mới làm thủ tục ngân hàng xong rồi. Hiện nay là mình đã vào trong phòng chờ để đợi chuyến bay 9 giờ 30 bắt đầu bay từ Ekaterinburg bay đến Mát nha các bạn nhé. Đây trong quang cảnh trong sân bay này. Trong này là cửa hàng đủ các loại cà phê rồi là các thứ đồ bán rất là nhiều. Buổi sớm này chuyến bay sớm cho nên là sân bay cũng vắng người, tây rất là vắng. Bây giờ thì mình đã lên máy bay rồi này, bắt đầu chặng bay đầu tiên từ thành phố Ekaterinburg đi Moscow này. Bây giờ là đã sau 2 tiếng 5 phút bay thì hiện tại đã lên đến Mát rồi nha các bạn nhé. Bây giờ nhận hành lý xong. Bây giờ nhận bagage đây. Mọi người nhận bagage xong rồi đây. Bây giờ nhận bagage xong thì sẽ sang sân bay đây. Bên cửa bên để coi là chờ bay quốc tế và phải đợi ở sân bay Dama của Moscow này là 7 tiếng nhé. Tất cả mọi người đang đợi để nhận hành lý đây. Nhà mình thì đã nhận xong rồi. Kiện hàng của mình đã nhận xong rồi. Các bác thấy Moscow sân bay Dama hôm nay trưng bày toàn xe cổ đeo, toàn xe ô tô cổ này. Các loại xe, toàn xe cổ đẹp các bạn. Trưng bày quá đẹp. Các hãng.
Gia Lai trông hơi hầm hồ, trông hơi á. Đoàn xe cổ đẹp. Rất là nhiều mẫu xe đẹp, toàn bộ xe cổ hết, trưng bày ở sân bay này. Sân bay này là sân bay Dama nha các bạn nhé. Sân bay này là ngày xưa là của hãng hàng không Việt Nam Airlines, là bay là sang từ Hà Nội đi sang là đỗ ở sân bay này, này. Nhưng mà về sau này thì lại chuyển sang Semichervo. Nhân tiện đây quay cho các bác biết coi này, sân bay Dama đây. Bây giờ hãng hàng không Việt Nam Airlines là không bay từ Nội Bài Hà Nội sang, là không đỗ ở sân bay này nữa mà chuyển sang Semichervo. Tây hôm nay đi lại rất là đông, bay đi là tấp lập. Mình thì bây giờ phải đợi ở sân bay này trong vòng 7 tiếng nữa thì là sẽ bay đi sang Dubai. 5 giờ chiều giờ Moscow thì là máy bay sẽ cất cánh từ Moscow đi sang Dubai. Và hiện tại thì giờ ở trên này bây giờ mới là 10 giờ sáng của giờ Moscow. Và dưới thành phố nhà mình thì lúc này là 12 giờ trưa, chênh nhau 2 tiếng. Cho nên là mình phải đợi ở sân bay Moscow này là trong vòng 7 tiếng. Thì 7 tiếng là tính cả lúc cất cánh đấy. Còn bây giờ thì đến chắc là đợi khoảng 3 tiếng hoặc hơn 3 tiếng thì là sẽ vào để làm thủ tục cân hàng, lại phải ký gửi hàng tiếp từ ở sân bay này để về Việt Nam nhận. Đây vừa ra ngoài hút điếu thuốc này, các bạn thấy sân bay Moscow Dama Chernobyl Dama này rất là rộng, to lắm. Rất to. Sân bay này to lắm. Nhưng mà vẫn bé hơn Semichervo. Đây, tất cả anh em Việt Nam về đây, ngồi hết ở bên trong này rồi. Bây giờ ngồi đợi đến 1 giờ mát thì là sẽ vào cân hành lý. Giờ anh em làm thủ tục xuất cảnh nó kéo xong rồi, bây giờ đường vào ngồi về làm cốc bia này. Giải khát. Điện sao có nhấp nháy nhỉ? Cái đèn điện nét à? Nét là điện nét. Được. Khá lột nào.
lạnh lại uống mát. Năm giờ bay. 1 giờ nó check in, nó ghi đây 2 giờ nhưng mà 1 giờ nó đã check in. Theo lúc 1 giờ tôi xuống nó đã là hơn một số được một tí. Đầu lúc tôi xuống 1 giờ 10 mấy phút thông báo là 2 giờ là check in, nhưng mà lúc anh em xuống tầm 1 rưỡi là nó đã bắt đầu cân hàng. 1 giờ 18 phút tôi vẫn ở đấy, tôi lúc tôi lên đấy nó đang đàn rồi. Bây giờ là đến sân bay Dubai rồi nhé. Đây quả máy bay A380-800 này, 2 tầng to bự. Đây đường trong phòng hút thuốc, ở chỗ hút thuốc lá này. Hút thuốc lá rất là lịch sự. Thời tiết ở Dubai rất là ấm. Tí nữa mình bay về Hà Nội là bay máy bay khác đúng không? Boeing đúng không? Đi Boeing 777 à? Bây giờ nó đường chuyển bagage ra kia kìa. Đường chuyển bagage sang máy bay khác. Hàng mà gửi từ bên Nga về là bây giờ là đường chuyển máy bay này. Từ máy bay Airbus A380 chuyển sang máy bay Boeing đấy. Bây giờ ở sân bay Dubai là bây giờ là hơn 1 giờ rồi nhé các bạn nhé. Hiện tại là máy bay xuống rồi và bây giờ anh em chúng tôi đang ở ngồi nghỉ ở sân bay Dubai đây. Vẫn đang nghỉ ở đây đây. Và đợi ở bên này là tầm độ khoảng 3 tiếng nữa, 3 hoặc 4 tiếng nữa thì là lúc bây giờ lại ra máy bay để bay tiếp đi về Nội Bài Việt Nam này. Các bạn thấy hành trình từ ở nước Nga đi về Việt Nam đấy rất là vất vả. Các bạn thấy đấy, cực kỳ là vất vả luôn. Đây một số mọi người vẫn đưa ngồi nghỉ hết ở đây đây. Anh em chúng tôi ngồi hết ở đây rồi. Thank you.
tất cả người Việt Nam này ngồi hết ở đây rồi này. Vợ chồng nhà Kim và Hiền này cũng ngồi hết đây rồi này. Sân bay Dubai bây giờ là trạm trung chuyển của người Việt Nam từ Nga về, rất là đông. Đây là một trong những trạm trung chuyển lớn nhất bây giờ đấy. Dạ. Tít đằng dưới. Rất là mệt. Rất là mệt mỏi. Dạ. Nào Vũ Linh mà về thì nhớ đi ở tầng 2 xuống dưới tầng 1 xong là rẽ tay phải nhé. Đi tầm một khoảng 15 phút thì là đến phòng hút thuốc lá đấy. Vào đấy mà hút. Trong phòng hút thuốc này thì rất là sạch sẽ nhé các bạn nhé. Tây vào đây hút rất là đông. Người bây giờ rất là đông nhé các bạn nhé, đông lắm, tất cả coi là về đây hết, đường đợi hết. Đúng là trạm trung chuyển đấy, đông dã man luôn, các nơi đổ bộ về Dubai hết. Bây giờ lại bắt đầu chuẩn bị làm vào máy bay để bay từ Dubai về Hà Nội này. 10 phút nữa thì là vào máy bay để bay về Hà Nội. Máy bay hiện tại chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài rồi nhé.
là đã lên xe đi về rồi nhá. Xuống sân bay Nội Bài đợi lâu quá bây giờ về rồi đây. Con rể rồi, con gái rồi, con trai mấy cháu ngoại đi đón đây. Nào. Gấu chào đây. Chào bà ngoại đi. Chào to lên. Bà ngoại khỏe không? Bà ngoại khỏe. Đây sóc đây. Sóc mấy gấu đi đón ông ngoại đây. Sóc lạ. Ôi ôi, thời tiết sợ thật. Alo. Đường ở bên Nga bây giờ toàn tuyết cây trụi, lối không còn tí lá nữa. Bây giờ về Việt Nam đường hai bên toàn cây xanh gì. Bên cây là cây cối xanh gì hết, mà ngày hôm nay là dương 31 độ, thời tiết miền Bắc đấy. Trên đường về nhà thèm bánh tẻ quá, phải mua ngay này. Bánh tẻ đặc sản của Hưng Yên nhá, các bác nhá. Đặc sản của Hưng Yên, Văn Giang Hưng Yên tuyệt vời ngon này. Bao tiền đấy? 90.000 ạ. 90.